Xuân Hùng xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã tới thăm tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ công chức viên chức ngành y tế tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả mà ngành y tế đạt được trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, áp lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm âm thầm cống hiến vì sức khỏe của nhân dân. Mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nhiệt huyết trong công việc, nâng cao trình độ năng lực, nêu cao y đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác điều trị dự phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực và đánh giá cao kết quả các đơn vị, mong rằng các đơn vị tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ, chú trọng ứng dụng, phát triển các kỹ thuật mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và nhân dân. Đây cũng là lần đầu tiên xuống trung tâm. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố về một số nội dung quan trọng. Sau khi nghe các sở ngành đơn vị trình bày các nội dung trong các dự thảo tờ trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các ngành giải thích, làm rõ một số nội dung trong các dự thảo tờ trình, trong đó tập trung vào một số nội dung như sắp xếp các đơn vị hành chính, giao biên chế công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan, tổ chức hành chính, giao số lượng cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý chất thải rắn từ Sở Xây dựng sang Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Hưng Yên. Sáng nay, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi lễ gặp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam. Những năm qua, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực tập trung sáng tạo tác phẩm ảnh phản ánh toàn diện thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước. Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao quyết định kết nạp hội viên và phong tước hiệu AP3 năm 2023 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, chuẩn bị cho lễ hội dân gian phố Hiến thành phố Hưng Yên, cơ quan chức năng đã tiến hành lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán trái quy định. Tuy nhiên, ở khu vực diễn ra lễ hội vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Nhằm đảm bảo mỹ quan trước khi diễn ra lễ hội dân gian phố Hiến, thành phố Hưng Yên đã tiến hành thu giữ và tháo dỡ các biển bảng quảng cáo các gian hàng ngồi không đúng vị trí. Tuy nhiên, tại đền Trần, đền Mẫu, việc trông giữ xe cùng với nhiều dịch vụ hàng hóa cúng lễ khác, vết sớ và dịch thẻ là những hoạt động đang làm xấu đi hình ảnh của khu di tích đặc biệt quốc gia phố Hiến dịp đầu xuân. Tại đây, nhiều người đeo băng đỏ tự xưng là tổ trông giữ xe đã thu tiền vé xe trái quy định, cụ thể với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 30.000 đồng một lượt và xe máy là 5.000 đồng một lượt. Vé xe không được niêm yết giá, thậm chí người trông giữ xe còn không ghi biển kiểm soát và đặc biệt là không chịu trách nhiệm với tài sản cá nhân trên xe. Các đơn vị chức năng chỉ chú trọng việc đảm bảo mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng có lẽ là chưa đủ, mà cần phải lập lại văn minh, những nét đẹp văn hóa được tôn nghiêm thì lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến mới thật sự thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa cứu sống một trường hợp hy hữu. Đó là nam bệnh nhân H, 19 tuổi, chấn thương sau tai nạn xe máy đâm ô tô, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, vật vã, kích thích, nhiều vết thương trên cơ thể. Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, gãy 5 xương sườn và xương đòn vai, vỡ cơ hoành tê gây thoát vị hoành, vỡ lách độ 2, được chuyển mổ cấp cứu. Trong mổ phát hiện dạ dày nằm trọn trên ngực trái, xuyên thấu và xoắn qua gan trái bị vỡ, cơ hoành vỡ. Kíp mổ nhanh chóng lên phương án xử trí, cắt gan trái, vỡ hạ dạ dày thoát vị trên ngực xuống ổ bụng và khâu lại cơ hoành, dẫn lưu bằng phổi trái. Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Hiện tại,
bệnh nhân cơ bản ổn định, đang được hồi sức tích cực. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã ghép tim thành công cho cả hai em ruột trong 3 năm. Hạnh phúc vỡ òa khi cả hai cuộc đời mới đã được tái sinh. Tháng 2 năm 2021, bé trai được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép tim thành công, hồi sinh sự sống. Đó là ca ghép tim cho người nhận nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. Tháng 1 năm 2024, em gái 8 tuổi, nặng 18kg là bệnh nhi duy nhất trong số 8 bệnh nhân đã trải qua cuộc ghép tạng thần tốc hồi sinh sự sống từ nguồn hiến tặng của người cho chết não. Điều đặc biệt hơn nữa, cả hai anh em đều trải qua ghép tim do mắc cơ tim giãn. Thật may mắn cho hai cháu đó là đã tìm được người hiến phù hợp với hai cháu ở hai thời điểm cách nhau hơn 2 năm. Những giải pháp tháo gỡ quyết liệt từ chính phủ, các bộ ngành đã mang đến những tín hiệu về khả năng thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ hồi phục trong năm nay. Ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có tín hiệu khởi sắc đầu tiên. Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản khởi sắc ngay từ đầu năm với nhiều yếu tố khách quan, trong đó phải kể tới hàng loạt các giải pháp giúp bất động sản hồi phục của chính phủ đã ngấm. Đặc biệt trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp như hiện nay thì kênh đầu tư bất động sản được cho là hấp dẫn với các nhà đầu tư. Đã có nhiều dự báo về các kịch bản thị trường bất động sản năm 2024, phần lớn đều là cam màu sáng, nhưng không chỉ là kỳ vọng mà các dấu hiệu hồi phục đã khá rõ ràng. Vào chiều tối qua, một xe khách chở 30 người đang lưu thông theo hướng từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 mét. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách 29 chỗ ngồi đi đến km 19+300 đường quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo bất ngờ mất lái, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 mét và được chặn lại bởi một cây thông lớn. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người bao gồm lái xe. Các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choáng và 1 người bị gãy tay. Theo công an huyện Tam Đảo, xe ô tô bị nạn vẫn còn thời gian kiểm định. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông. Tin quốc tế. Ngày 25 tháng 2, hàng trăm bác sĩ Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ. Các bác sĩ đã xuống đường và tiến về văn phòng Tổng thống Hàn Quốc để phản đối việc chính phủ nước này lên kế hoạch tăng số lượng sinh viên các trường y thêm 2.000 vào năm 2025 và hướng tới có thêm 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Trước khi biểu tình, các bác sĩ đã tập trung tại Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Tại đây, Hiệp hội này đã yêu cầu chính phủ hủy kế hoạch, nhấn mạnh việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ làm giảm chất lượng giáo dục y tế tại Hàn Quốc và không giải quyết được tình trạng mất cân bằng nguồn lực y tế ở nước này. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực thi chính sách này và có thể thực thi hành động pháp lý đối với tình trạng nghỉ việc tập thể của bác sĩ. Nông dân Ba Lan đã chặn một đường cao tốc lớn đến Đức trong cuộc biểu tình mới nhất nhằm phản đối các quy định về thuế của Liên minh châu EU. Ban đầu, nông dân Ba Lan có kế hoạch phong tỏa đường cao tốc A2 gần Slupice ở khu vực biên giới phía Tây giáp với Đức trong 25 ngày. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán với đại diện địa phương, giới doanh nghiệp và vận tải, nông dân Ba Lan dự kiến sẽ mở lại tuyến đường này vào hôm 26 tháng 2 theo giờ địa phương. Nông dân Ba Lan cho biết họ đang nhắm tới thỏa thuận xanh của EU, cho rằng thỏa thuận này làm tăng thuế và các quy định gây ảnh hưởng khác. Bên cạnh đó, nông dân Ba Lan cũng đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine, phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ các sản phẩm rẻ hơn của quốc gia láng giềng ở phía đông. Thông thường cứ cuối tháng 3, các đường phố của thủ đô Mexico City lại ngập sắc tím với hàng nghìn cây phượng tím đỏ hoa. Nhưng năm nay, ngay từ đầu tháng 1, một số cây phượng tím đã bắt đầu trổ hoa. Hiện tượng bất thường này gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân và các nhà khoa học về biến đổi khí hậu. Hiện các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu mức độ lan rộng của hiện tượng hoa nở sớm và chỉ ra rằng biến đổi khí hậu chính là thủ phạm đầu tiên. Các nhà khoa học đã thu thập mẫu hoa ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Mexico City, đồng thời dùng cả những bức ảnh chụp từ vệ tinh. Theo ghi nhận, nhiệt độ tăng khiến mùa đông năm nay tại thủ đô Mexico kết thúc sớm, tức là vào giữa tháng 1 thay vì cuối tháng 3 như mọi năm. Theo các nhà khoa học, hoa phượng tím có chức năng quan trọng đối với thành phố Mexico City. Loài hoa này thu hút nhiều ong và chim ruồi hơn các loài cây bản địa khác.
nên việc phượng tím nở sớm có nguy cơ làm giảm số lượng các loài ong và chim ruồi tìm về. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.